ngọt ngào thay, bao mến thương trong trái tim này. Châu Nhai quê mình, một tình yêu không hề đổi thay. Ngọt ngào thay tiếng chuông những chiều xa bay, tiếng kinh giao đường đong bao lời tràn chứa tình quan phòng chở che qua từng năm thơ. Xin chào tất cả các bạn nhé. Hiện tại Thủy đang có mặt tại giáo xứ Châu Nhai, thuộc giáo hạt Nam Tiền Hải. Giáo xứ Châu Nhai này nằm ở khu vực gần biển, gần Cồn Vành các bạn ạ. Thì cách huyện Tiền Hải khoảng hơn chục cây. Hôm nay mình sẽ về đây mình quay gửi tới cho các bạn những hình ảnh của giáo xứ Châu Nhai. Xin mời các bạn cùng đi theo mình nhé. Trước mắt quý vị cùng mình đây thì một giáo xứ Châu Nhai có một nhà thờ sơn được màu rất là nổi và đẹp luôn quý vị ạ. Giáo xứ Châu Nhai cách tòa giáo mục khoảng 32 km về hướng đông nam, phía bắc giáp với xứ Thanh Châu, phía đông giáp với giáo xứ Hợp Châu và phía tây giáp với xứ Nam Biên. Năm đón nhận tin mừng vào cuối thế kỷ thứ 19, năm thành lập giáo họ vào 1892 và năm thành lập giáo xứ vào ngày 2 tháng 12 năm 2006. Năm xây dựng nhà thờ hiện tại vào 1938, bổn mạng của giáo xứ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời lễ kính vào ngày 15 tháng 8. Số giáo dân nhân danh của giáo xứ là 2.468, toàn giáo xứ 2.202, còn nhà xứ là 2.202. Địa chỉ nhà thờ giáo xứ Châu Nhai thuộc xã Nam Thanh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Thì quý vị cứ đi từ tòa giáo mục giáo phận Thái Bình về giáo xứ Châu Nhai, rơi vào khoảng 32 km về hướng đông nam. Các bạn xuống ở khu vực biển của gần với Cồn Vành. Tình hình và phát triển, lịch sử hình thành của phát triển của giáo xứ. Cuối thế kỷ thứ 19, tin mừng được gieo vào mảnh đất giáo xứ Châu Nhai. Năm 1892 thì giáo họ Châu Nhai được thành lập thuộc giáo xứ Trung Đồng, nhận Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời làm bổn mạng. Và năm 1893,
Nhà thờ đầu tiên được xây dựng và tu sửa vào năm 1910. Vào năm 1910, giáo xứ Châu Nhai được thành lập, giáo họ Châu Nhai được cắt về xứ mới. Vào năm 1938, ngôi nhà thờ được xây dựng lại lần thứ hai và tu sửa vào năm 1989. Ngày 2 tháng 12 năm 2006, Đức cha Francisco Xavier Nguyễn Văn Sang, giáo mục giáo phận Thái Bình, ban sắc nâng cấp, nâng Châu Nhai lên hàng giáo xứ. Đến ngày 20 đến ngày 6 tháng 9 năm 2007, Đức Thánh cha Francisco Xavier Nguyễn Văn Sang bổ nhiệm cha Đa Minh Trần Văn Thức về làm cha xứ tiên khởi cho giáo xứ. Vào năm 2009, cha xứ và cộng đoàn xứ đồng lòng chung sức khởi công xây dựng ngôi nhà chung. Và ngày 10 tháng 9 năm 2014, Đức cha Phêrô bổ nhiệm cha Thomas Đoàn Xuân Thỏa làm cha xứ giáo xứ Châu Nhai. Vào năm 2015 thì cha xứ và cộng đoàn nâng cấp đáy và hai tháp chuông nhà thờ theo mẫu nhà thờ Đức Bà Sài Gòn. Các chứng nhân tử đạo, giáo xứ Châu Nhai rất vinh dự đóng góp cho vườn vạn tuế của giáo phận Thái Bình hai nhành lá xanh tươi, đó là Hiền Phúc Du Xe Tân số 559 và Đa Minh Đẩu và số 560. Quý vị thân mến, ơn gọi trong giáo xứ Châu Nhai rất vinh dự và tự hào vì có những người con ưu tú đã dấn thân theo Chúa trên con đường phục vụ. Có cha Đa Minh Bùi Văn Toán, Úc Châu, cha Đa Minh Trương Văn Thụy và cha Đa Minh Tạ Văn Tịnh. Các linh mục coi sóc giáo xứ từ năm thành lập giáo xứ đến nay thì giáo xứ có các cha coi sóc và phục vụ, đó là cha Du Xe Mai Trần Nga, cha Đa Minh Trần Văn Thức và hiện nay là cha Thomas Đoàn Văn Thỏa. Rất mong quý cộng đoàn cùng tất cả mọi người hiệp nhất cầu nguyện cho giáo xứ Châu Nhai, cho giáo xứ Châu Nhai mỗi ngày một thăng tiến phát triển, rồi các công viên công trình của giáo xứ được đẹp hơn. Trước mặt quý vị đây là ngôi thánh đường được sơn màu rất trẻ trung và đẹp, có màu hồng đậm rất là đẹp và những viền trắng rất là nổi và đẹp. Xin mời quý vị cùng đi chiêm ngưỡng ngôi thánh đường của giáo xứ Châu Nhai một lần. Mình sẽ có dịp, mình sẽ về đây, mình quay nhiều video trong giáo xứ Châu Nhai gửi cho tất cả quý vị. Hôm nay mình đi vào cái giấc mà không có sinh hoạt ở trong nhà thờ nên là nhà thờ đóng cửa, nên quý vị thông cảm, có dịp mình sẽ quay trong nhà thờ cho quý vị xem. Rất là đẹp mà nổi, các bạn thấy rất là nổi đẹp. Còn khuôn viên đây cũng có những hàng cây rất là đẹp luôn các bạn này. Tuyệt vời, nhà thờ rất giống như nhà thờ Đức Bà các bạn, có hai tháp chuông
rất giống. Và hàng cây giữa này có những hàng cây, những cây sung rất là lớn, cổ lâu năm các bạn. Thì chân thành cảm ơn các bạn đang xem trên kênh YouTube của Công giáo Yêu Thương. Thủy xin chúc tất cả các bạn được dồi dào sức khỏe, tràn đầy hồng ân Thiên Chúa và Mẹ Maria. Đây phía trước của khu nhà chung, nhà của cha, thì có những cây cây hoa giấy rất là đẹp. Hôm nay em thì cũng rất là vui được về đây quay gửi đến cho các bạn những hình ảnh của giáo xứ Châu Nhai. Thì muốn chia sẻ những hình ảnh này gửi đến cho quý vị, nhất là những quý vị bà con đi làm ăn xa của giáo xứ Châu Nhai, đã lâu ngày mà không được về quê hương, thì qua hình ảnh này thì cũng gửi tới cho các bạn. Mình cũng đem một chút gì đó để chia sẻ cho mọi người, nhất là những người đi làm ăn xa không có dịp về quê hương. Thì qua hình ảnh này các bạn nhìn thấy giáo xứ của mình rất là phát triển và đẹp. Thì các bạn cho đỡ nhớ nhà, đỡ nhớ quê hương, đỡ nhớ giáo xứ. Cảm ơn các bạn cũng đồng hành trên kênh Công giáo Yêu Thương của mình. Một nhà thờ giáo xứ Châu Nhai rất là đẹp. Mình đang đi ở trên đầu nhà thờ đây các bạn nhé. Thì các bạn có nhu cầu Thủy đi giáo xứ nào có khả năng Thủy sẽ đi được, thì sẽ gửi tới cho các bạn những nhà thờ của giáo xứ của các bạn. Xin các bạn cứ bình luận bên dưới, mình có thể sắp xếp và mình báo cho các bạn ngày nào mình đi, mình úp lên để cho các bạn biết, các bạn đón xem giáo xứ mình. Đây khu vực đầu thờ các bạn nhé. Rất rất đẹp các bạn. Màu rất là nổi. Hiện tại mình đang quay thì có các em học sinh mới đi học về, nên các em thấy Thủy quay các em muốn nổi tiếng nên các em cứ bảo Thủy quay các em với. Nhưng mà mình đang quay nhà thờ. Đấy, các bạn thấy nhìn rất là đẹp luôn. Mình đứng ở bên này thì ánh sáng nó đẹp các bạn này. Đó. Rất là đẹp luôn. Hiện tại đang là lúc 10 giờ 30 trưa. Nên là thời tiết cũng nắng và người ta đã chuẩn bị nghỉ ăn cơm ăn nước. Mình đi quay nên là trong thánh đường rất là vắng. Không có ai cả. Ý đến 12 giờ là các cụ, các ông, các bà đến đọc kinh, đi nhà thờ. Mình rất tiếc là không vào được bên trong nhà thờ quay cho các bạn. Có dịp nào mình sẽ về đây mình quay lại cho các bạn nè. Mình sẽ vào bên trong. Không biết là giáo xứ Châu Nhai là trầu vào tháng mấy nữa, chầu lượt thay cho giáo phận ấy. Nếu mà chầu lượt thì mình sẽ về đây, mình sẽ gửi tới cho các bạn những hình ảnh sôi nổi như là bên trong nhà thờ. Đây là tượng đài Chúa Kitô Vua Vũ Trụ các bạn nhé. Đây
rất là đẹp luôn. Đây, mình đứng ở trên này các bạn nhìn thấy toàn bộ cuối nhà thờ, khuôn viên nhà thờ. Bên này thì hơi bị hẹp một chút nhà dân ở, còn phía bên này thì công viên rất là rộng, có những hồ và nhà chung, nhà giáo lý nằm hết ở khu bên tay trái này. Vậy là Thủy đã đi xung quanh ngôi thánh đường của giáo xứ Châu Nhai. Thủy hôm nay rất vui mừng được về đây chia sẻ cho các bạn những hình ảnh của giáo xứ Châu Nhai. Thủy muốn gửi tới những hình ảnh này đến những người đi làm ăn xa, của người con của giáo xứ Châu Nhai. Đã lâu không có dịp về quê hương thì quý vị được nhìn thấy những hình ảnh của giáo xứ mình rất là đẹp và rực rỡ. Khuôn viên rất là đẹp luôn. Những cây cảnh và tất cả mọi cái rất là đẹp và ý nghĩa. Và cũng Thủy cũng muốn đến gửi đến cho tất cả những người những bà con người hải ngoại này, mọi miền tổ quốc biết được giáo xứ Châu Nhai. Thì xin kết thúc và dừng video tại đây. Xin quý vị luôn đồng hành cùng Thủy bằng cách bấm đăng ký và chia sẻ cho mọi người cùng biết. Thủy sẽ up video lên thường xuyên của các giáo xứ. Nếu quý vị mà muốn Thủy đi những giáo xứ nào mà Thủy có khả năng Thủy đi được thì sẽ quay gửi tới cho quý vị. Chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin chúc quý vị tràn đầy hồng ân Thiên Chúa và Mẹ Maria. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.